Chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay nhà mình cũng bữa nay không có đi săn bắt nha các bạn. Nhà mình có mở tiệc. Bữa nay cô nhà cũng có nhiều chuyện vui bạn. Đầu tiên là sẽ khánh thành đường dây xuyên lục địa hướng đông tây nam bắc tùm lum hết bạn. Đây nè. Đường dây của mình nè. Bữa nay sẽ kéo và đưa vào sử dụng đường dây này luôn nha các bạn. Thì mấy cột nữa hổm chị mình với cha mình trồng rồi kéo này, đường dây này dây wifi nha các bạn. Sẽ kéo từ trên lộ xuống, thì đưa vô nhà mình để xài. Tại nhà mình đó giờ không có xài mạng mà, nên cũng khó. Tại mình cũng đi quay clip và đăng lên mạng đồ này kia, trả lời bình luận nó phải cần mạng đó. Nó sống bây giờ là cần mạng, nó sống được các bạn. Nên đầu tư kinh phí kéo đường dây luôn. Thì cái này mình cũng kêu nhiều người lắm mà, người ta vô người ta thấy đường xa quá, người ta ngán. Rồi cái này cũng nhờ quen nên kéo được. Giờ thì cha mình đang dắt mấy người kia đang kéo cho anh mà, chắc bữa nay đưa vào sử dụng luôn. Còn bữa nay ăn mừng là phải kiếm mồi ha bạn. Mồi thì dắt bạn đi kiếm, nhà mình giờ dễ kiếm mồi lắm mà, mồi nhậu rồi dễ kiếm lắm. Đây mình có cái dèo lưới chưa các bạn, này bữa hổm mình mới thiết kế dèo lưới để dành gọng cá, cũng tại cũng sắp Tết rồi bạn, nên gọng ít cá này, cá trong đây cá lóc nuôi không à, mình mua lại, mua mình kiếm mấy con bự bự mà mua lại thả xuống. Dưới đây cũng có mớ rồi, để Tết mấy bạn nào có lợi nhà mình hay là khách khứa rồi đó, ra là bắt lên là chiên nướng là quất được hả bạn. Gọng sẵn mà, nhà mình cái gì chứ mồi là có hết. Hay là mồi chuột, chuột đó vô chiên cũng ngon hả bạn. Chắc này mình cũng ra bắt dạng cá vô làm món mà. Nặng, chiều nay sương sương ở trong nhà thì mẹ mình với lại mấy chị rồi cũng đang làm mồi giống mà, cũng chế biến nhiều món. Này khó dớt rồi nha, thấy gì chứ khó bắt à, dính rồi bạn, rồi còn rồi. Cá cũng không bự mà, rồi mình kiếm con khoảng 1 ký 2 ký nhưng mà không có, có khoảng 700-800 gram à, nên mua đại để xuống rộng lại vài bữa cho con cá nó cứng lại bạn, ăn thịt nó cũng ngon. Mới vô vớt cái vụt vợt luôn rồi. Lấy cái vợt gạo rồi. Còn cá ở đây không biết nó chui ra. Một con. Cá này cũng 700-800 gram thôi mà. Này mình cũng mới mua mới thả xuống à. Cũng quay rồi, cá còn u nu à. Cá này loại cá này cá lóc đầu nhím đó bạn. Nó ngon hơn cá đầu vuông. Nó không có bự con hơn cá đầu vuông. Nhưng mà nó cái đầu nó nhỏ rồi, thịt nó ngon hơn cá đầu vuông. Cá đầu vuông này cái đậu chà bá có nhảy đó, mày hả bự dính hay gì đó, dính bạn này hai con luôn. Rồi con chết rồi, chết con rồi. Chết cá bự uống quá. Cá này hồi đem vô xe khô, hơi khô cũng ngon. Cá này nhỏ quá mà chiếm cá bự. Này Tết có bạn nào lại là chỉ cần lấy cái vạt nạo diện cái là lên là nướng được. Dính rồi. Cá nó chết uổng quá. Cá nó hồi kệ chết đem vô sẽ khô cũng được ha bạn. Sẽ khô Tết nhậu cũng bắt lắm. Trời cá bự, cá bự. Cá bự quá. Rồi dính ra bạn này. Hai con. Con này nhỏ quá thả lại ha bạn. Này để nó đi. Gửi lại đó đi. Hai con. Rồi hai con đi, tại trong nhà cũng còn nhiều món lắm bạn, nay làm nhiều món lắm, nay chơi lớn luôn, nay là sướng. Bạn nhìn cá nè, ú nè, như con cá chết nữa, cá chết là bự nhất con đám này. Này vô xe khô. Ai làm gì làm em lưu mình được cục xương mà, lưu. Tao không có dành xương mày đâu mà trốn. Này, cho vô thùng đi, hồi làm món lắm luôn. Cá này thì chỉ có nướng thôi mà. Nướng bằng hành. Cho vô thùng đi, chút thôi làm. Ê, con này mặn luôn, mặn liền mới được. Ốp làm khô, đây cũng có con khô rồi nè. Ồ, khô cá lóc luôn. Đang ở nhà, dắt này nhà cũng lu bu hết mà. Đây cũng có mồi nè bạn,
này là cũng mồi nhậu không à, nhà mình mồi nhiều lắm à, không? Đó, lu gắn luôn, này hổ hành nha bạn, này hổ hành không à. Mùa này có không có cắn bự, cắn cá này là nhậu ngon. Ây da. Đây nè bạn, cái túi nha. Ôi lột da luôn rồi. Đây, này là hổ ngựa hay là hổ hèo. Chút nữa mình cũng làm món với lại gắn này luôn. Chút mình có làm quay cho bạn coi. À, có con hổ hèo này. Hèo bữa trong cha vợ, con này cũng bự bự. Này hổ ngựa hay hổ hèo, còn kia là hổ hành. Sẽ làm mồi nhậu hết. Chút làm món quay cho bạn coi ra. Giờ đi mặn cá lóc làm khô trước đi tính sao. Nó khoai môn mà để nấu cơ ghi kiệu sao mực. Đây lò cơ ghi khủng quá bạn, thấy không? Đó này cơ ghi, cơ ghi gà các bạn, này gà mình nuôi luôn nè, con gà trống là con gà mái. Ồ, con nguyên bộ dồi trường quá ngon ha bạn, bộ dồi trường này là sướng sướng như mấy cái trứng nè, sướng hết biết. Này ốp xong nữa bạn, nãy giờ mồi màng cũng có món chính nữa bạn, các bạn thấy nồi cà ri khổng lồ không? Nồi chập bá lửa luôn, quá trời nồi này không là đuối 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 rồi. Này chấm bánh mì mà hết sảy con mà bảy luôn. Này kiệu đấy, hồi xào mực nữa bạn. Ớt chuông, củ hành. Đó chị hai em đang trộn bò bạn, để nấu món bò nấu me. Bò nhúng lẩu me, món này cũng lạ nữa. Nay ăn thử món lạ coi sao ha. Chưa tới mấy món mình làm đâu, mấy món mình cá lóc với gắn thôi, đợi nào gần ăn mình mới làm bạn, cho nóng ngon, làm xong ăn liền. Chút làm thì là cho bạn coi luôn. Nãy giờ đưa cu tiên ngủ mà. Này bò bạn, cũng ốp mới gia vị cho nó thơm rồi. Đây là cái nồi nước me nè bạn, nước me rồi sẽ nhúng bò, bò nhúng với lại nước me. Này món này cũng lạ bạn, đó cho mình chưa ăn luôn nào. Này chị hai thiết kế món này ăn thử coi sao bạn. Ngon, mười mốt nấu hoài, mười mốt đại chị hai suốt. Đó có gia đình mình với lại mẹ vợ chị hai đó bạn, gia đình bên vợ. Trái me, trái me, mứt me. Chứ nữa cái đó làm khó, lột ra luộc đủ thứ nha. Nãy giờ cha mình cũng dắt mấy anh đi kéo mạng, mà kéo đường dây xuyên lục địa. Đó có chú Tư với lại cha vợ mình cũng đủ hết. Anh dễ thứ năm tại chắc này cũng chưa có. Thấy đi nãy giờ cũng khát nước rồi. Chú Năm lộn ở tới mốt cũng mới về đó đó. Bắt đầu làm món nha bạn. Đây thì mình mần hai con gắn hổ này nha. Kêu gắn hổ cho nó ghê ha bạn. Con hổ hèo với lại con hổ ngựa. Giờ vô nấu nước thì xử lý đó thôi. Chị hai mình chổng mình cũng đang chiên cá lóc mà. Chị hai vợ á. Món đó là món của chị hai mà, cá lóc. Đây là rau mà để ăn bò nữa bạn. Gồm có quế với lại càng cua ngò. Cá lóc các bạn sẽ chiên xương những cái nha, chiên xương qua cho nó vàng cái dãy ra, còn bỏ lên lửa than nướng rồi nó giòn cái dãy, ăn được cái dãy luôn rồi. Mứt xào này xào trước để cúng cái mà. làm gì lấy cái gì, lấy cái gì, lấy bún, lấy bún bỏ lên lên lên
công ăn giỏi, cha em hết bệnh. Ờ giỏi. Vé này thôi làm miếng muối tiêu chanh là cũng phê ha bạn. Dạ té còn dạ. Có bạn nào muốn tắm trắng không? Các bạn thấy gắn nẻ nó đen cỡ nào không mà tắm cái là trắng tư luôn rồi nó. Mà gắn nẻ nó là tắm nó trắng mà trắng xanh rồi trắng hồng. Các bạn muốn tắm trắng kiểu loại nào là đây. Liên hệ mình tắm một phát một là trắng hú luôn. Có một cách thức tắm đặc biệt ha bạn. Con này hổ ngựa nè, con này cũng bự. Con heo là cũng bự mà, cái này cũng được rồi. Gắn này sẽ bữa nay sẽ là món gắn chiên giòn nha bạn. Chiên giòn với lại mình ngào nước mắm. Nói chung là gắn chiên nước mắm đó. Chiên giòn nước mắm. Sẽ nhấp cái cục vừa ăn luôn nha bạn. Này nhấp cái vừa ăn luôn hay là chè dài chút đi. Cho này đi. Này bắt giận xương không ta? Này mình cũng không cành nữa. Chắc dần đi bạn, dần chiên cho dễ giòn ha. Thôi khỏi rồi, đại gì chiên luôn. Hai con này là phê ha bạn. Con này hổ hèo. Mình nói giờ khoái ăn cái hổ hèo à. Với lại không phải hổ hành không? Hổ hành nó cứng quá mà. Hổ hành là cũng tiền món. Hổ hành thì bạn nấu cháo. Nấu cháo hầm đủ đủ ngon. Hổ hèo thì nướng. Còn hổ hành mấy bạn nướng ăn cứng nhất. Da nó cứng. Sườn cứng ghê. Cái xương sống lên cái bạn này cho nó mềm cái. Để chiên cho mau để nó sâu lắm. Dễ ăn chứ. Chặt con rắn mà đầy đủ hết bạn. Dao kéo búa bao lum nha. Này nè bạn nè, hổ ngựa nó cũng dễ, này nó cũng lòi xương. Bạn vuốt ngược lên là lụm mà. Mấy món thì làm gỏi. Cái này mình chiên giòn nên để con luôn. Hai con cũng chặt càng thao bạn, nhưng mà ăn thao không được đầy. Nhiều đây cũng nhiều lắm à. Giờ chiên giòn thôi. Cá anh đã chiên xong bây giờ nướng lại bạn, nhìn hấp dẫn nha. Thơm phức luôn, hồi bạn chỉ việc banh ra chét mỡ hành. Với lại đậu phộng lên là lụm. Quất mật xào kiệu bạn. Giác này thì có mấy chú lên sớm nên cha cho cha mình chiến đấu trước đi, mình dưỡng sức tới chiều mình hay chiến ha bạn. Cho cha với lại mấy chị đều mấy gì đều chiến đấu trước đi. Bắt đầu chiên rắn rồi bạn, mình sẽ chiên thử trước một mớ thôi cho mấy chú với mấy cha mình làm trước. Còn ít này để chiều mình chiến đấu rồi bạn. Mình thì chú ý giác chiều, là giác chiều bạn xuống thoải mái nhậu nó ngon nữa ha. Để chiên cho giòn luôn, nửa nhỏ thôi. Kêu 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 nửa nhỏ cho giòn luôn. Mấy bạn chiên nào chín vàng các bạn quậy nước mắm đường đó, cho nó nêm nếm vừa ăn luôn các bạn. Vớt ra bỏ vô trộn rồi trộn trộn là chiến đấu được rồi. Này hồi chắc nổ dữ rồi, thấy cái da nè, biết nổ không đâu biết. Nãy có ớp, mình có ớp một chút xíu muối rồi, chút xíu muối bọt vô trong cái gắn nè. Chút muối là khỏi ớp đường, mấy bạn ớp đường bạn chiên nó không giòn mà nó khét. Rồi chùm lửa nhiêu thôi. Cá lóc mình đó cũng vàng quá rồi. Ai làm gì làm luôn, ngủ thẳng cẳng mà. Ê, lu mập. Ăn cho đã rồi thù lù ngủ rồi, ăn no là ngủ rồi, không cần lo lắng chuyện gì hết, sướng nha bạn. Ăn nhịn bụng rồi nè. Đi mà không nổi luôn, chui vô kiếm chỗ ngủ nữa nè. Hẹt bà khui. Chồng ruột hết biết rồi, chồng ruột nó quất cái là sướng luôn.
mập quá mỡ nhiều nóng. Lóc ăn với lại mắm mè mà. Rắn này chiên chắc lâu nó mới giòn nên giờ để đây đi. Giờ ăn đầu món đi, giờ ra chiến đấu với mấy lão tiền bối trước ha các bạn. Mấy lão tiền bối nên cho đánh trận trước. Còn tôi trẻ làm sao. Giấc này cũng đã chiều chiều đầu chiến đấu hiệp chiều mới giữ rồi. Cho mấy lão tiền bối làm trước. Này để đây đi. Bạn chiên cho ghiêu ghiêu nó mới giòn tới trong được chứ áp nó không có giòn là thua luôn. Nó giòn luôn, nhai xương luôn mới ngon. Cá hấp dẫn rồi. Bạn nướng rồi bạn chiên lại vậy các bạn ăn cái dãy luôn ngon lắm. Chiên rồi thì nướng rồi chứ. Cái dãy nó giòn các bạn khỏi cạo bỏ. Rồi thành công các bạn. Quá trời cá lóc quá trời quá đất. Đây cũng con mầm cho mẹ mình với lại mấy chị. Luôn ngủ dưới mày. Ngủ nữa. Phái ngủ chỗ đó mà dưới gầm ghế. Rồi giờ ra chiến đấu xương xương nha bạn. Chắc hết gà rồi đó. Chạy gà này cũng muốn hết rồi. Nó chim lên. Tại chay nóc. Này có ba mình, cha vợ, chú Tư, chú Năm với lại bác Tư. Thôi bác Tư mới xuống. Giờ lên chiến đấu với mấy lão tiền bối trước các bạn. Vô bác Tư ơi. Chú Tâm. Nói rồi, rồi mà chú ăn đi rồi có nữa mới sợ ký 1 triệu mấy nó chứ rẻ đâu chú Tăng. Mà vô cái đầu tiên nha. Nó mà cái thịt nó ngon không có con gì quá. Con kỳ đà đó, mẹ mẹ ăn nó tự như là con kỳ đà đó. Rồi quay luôn rồi. Con ta là. Sướng. Tôi ăn kỳ đà mà chú biết ăn sao không? Xào lăng. Mà xào kiểu này nè. Cái này mà không nó nấu sao nó nấu là xào tế. Còn này xào kiểu này nè. Mỡ làm miếng cà ri vậy bạn. Nước mắm, bột ngọt, muối rồi. Không có xào cái gì nữa, bỏ đường vô thành xào lăng đó. Ở bên gần có gì bắt kỳ đà làm bắp dế vậy là ngon đó. Mà con kỳ đà anh dễ bước lại. Đi đưa con đi học rồi chút vô. Nếu anh gặp nó ha. Anh lai mẹ mà làm gì xung mà điện tao lại uống cà phê đó. Chứ nó cắn à, nó quạo quá. Nó đâu có vụ điện lại quán cà phê đâu. Vậy là miễn hả? Hỏi. Rồi. Muốn muốn hay muốn gì đó là đó đó. Muốn phải lan, xà kê mà phải môn mà. Phải cao, à. Phải môn. Không ăn, xà kê không ăn phải không? Không lẽ nó lên đằng này mà. Mềm nó làm như dẻo dẻo á, mình tính xà kê. Đặt ông ba nó về, ba nó đi Mỹ về á. Nó ổng điện ra nhậu á. Bữa đó tao ra tao ngồi tao nhậu là từ tao nhậu hình như tao về tao nói hình như được có 8 tiếng. Ai hỏi tao nói không ai thôi à. Đủ mày ngồi nó đẹp với ông á. Bởi vì tao về tới anh thành này đó mà ông chết rồi đủ bỉ mẹ không ai đi ổng. Nó đẹp, ổng dài nó lỗi tao đổi hình rồi. Tao không chơi với ai đâu, tao không có một thằng nữa. Tao thấy tàu là thứ dữ không phải. Tôi ra tao ngồi hồi là tôi nói chuyện được. Nó nói tiền là ông thấy bạc trăm triệu bạc tỷ không cần nói gì. Tao ra nó gót. Dây. Vô chú Tư à. Nó rồi đó. Cái đầu nó đuổi. Dạ. Nó tôi nó đụng. Phái đụng vô tay rồi. Để vô cái. Mắt cái ly nó mới cao đẹp cực kỳ luôn. Mà nó gót có tí xíu chiều rồi nha. Nó giờ tôi uống một cái đó nó thơm mà nó nuốt cái nó nóng như là ai mà đổ nó xíu. Tôi làm có 6 cốc lần kia tôi về tới nhà tôi không biết tôi về nào. Nó xây mà nó lần lần chú cho nó không phải mà xây như mình uống rượu trắng. Tôi hỏi vậy. Ê, chạy đâu dữ vậy? Rắn bắt đầu vàng đó bạn. Cũng chuẩn bị giòn rồi đó. Nhìn cho giòn luôn các bạn. Giòn nhai xương gùm gùm luôn mới sướng. Ăn cái món này thì hơi hao các bạn. Nó teo quá trời. Nhưng mà ngon lắm. Cực kỳ luôn. Cho giòn rụm luôn. Thì đây mình có quậy tô mắm đường các bạn. Mắm đường ớt. Hồi cái mình rắn chín cái mình gấp ra dục lại liền còn nóng các bạn. Cái mình đảo qua cái là đầu dùng được rồi. Là chiến đấu được.
Mấy bà làm bậy dài lon đi. Nghe đâu Quy, làm bậy dài lon đi, mồi nhóc kêu làm dài lon đi. Chơi luôn. Chơi luôn. Nãy vàng dữ mình biết giòn chưa nữa bà. Nang thử chứ. Thôi kệ, chiên chút nó đi cho giòn luôn. Này mẹ đầu lần đầu tiên mình làm món gắn chiên giòn luôn nên chưa gành. Cho nó giòn nữa, có gì rút kinh nghiệm mẹ sao hả bà. Cá này cá lóc chết sáng nè. Còn này chút nữa cho vô miếng ớt bạn, ớt cho thấm nè. Cho vô miếng ớt với lại miếng nước màu cho nó đỏ đỏ bạn nhìn đẹp. Cái phơi khô ha, này để vài bữa Tết là đem ra làm gỏi xài. Đẩy các bạn đó, các bạn nào vô ăn nha. Tết mấy món ngày mấy ngày Tết là mấy bạn chỉ mấy món khô. Khô là với đồ chua là ngon nhất. Còn thịt đồ chứ ngán mà. Khô đem ra là chiến đấu là ầm đùng xỉn như thường hết bạn. Khô gỏi xài là số 1. Không biết giòn chưa nữa. Thấy cũng im quá nè. 10 phút nữa đi. Nó nói 5 phút nữa thôi, 10 phút nữa nó khét luôn rồi. Chắc được rồi đó bạn. Giờ gấp xuống nha. Gấp ra cho nó khô dầu trước đi. Cái mình sốt qua nước mắm đường nãy mình thử chế bạn. Mắm đường ớt. Ngon bạn. Món này đã lắm à. Con này uống bia là hết sảy luôn. Ngon lắm, thơm ghê luôn à. Món này mình làm ăn ngon, mới mốt mình chế biến làm hoài luôn. Rồi xong xà bông. Đổ vô cái tô này luôn nha bạn. Hồi nghe cái xèo cái phải chơi. Hồi ngon quá bạn ơi. Nè xèo xèo luôn nè. Đó, bụp bụp luôn. Thơm phức luôn. Các bạn cái nước nóng nó bỏ vô cái nước mắm á. Này các bạn kiếm nước mắm ngon á. Cho nó ngon. Cho nó xèo xèo cái nó thấm luôn. Bạn nhìn hấp dẫn chưa. Quá ngon luôn. Này các bạn có dĩa rau, rau sống á. Bạn dưa leo, cà chua đồ sắc lên ngon. Mà mình chơi gắn không luôn. Cho xin cuộn xúc cho. Dạ. Mời các bạn nhập tiệc cái món gắn mới nha. Gắn chiên giòn nè. Cha anh bắt gắn cha mình làm thử. Thì bữa nay thì nhà không có mặn đồ ngon lành nha các bạn. Nói chung là bữa nay mới bắt đầu có mạng đó. Lúc trước xài 3G thôi. Giờ wifi là xài im mà ngon cơm rồi. Thì có clip up lên đăng lên xóm cho bạn coi được. Nhưng mà cái này là chỉ là cái cũng là một cái vui nhưng mà vui ít nha bạn. Cái bữa tiệc bữa nay là chủ yếu là mình làm một cái nói chung bữa nay vui lắm các bạn. Cho bạn coi nha. Đây, niềm vui lắm đó. Mới chưa với chàng vợ ôm đó bạn, cái này khui ra tối vợ ôm mình cái đạp mình ra mình săn ngủ luôn. Ôm đó ngủ không ấy. Cho vợ mình khui đó luôn bạn, cho bạn coi cái gì nha. Bạn thấy giữ YouTube nữa. Nay là bữa tiệc là chính là cái này nha bạn. Mình cũng không biết trong đó có gì nữa. Đó giờ mình chỉ coi trên mạng thấy chứ chưa có tận tay mà nhìn thấy tận mặt. Với lại sờ được. Dạ chưa. Bữa nay mới khui mà. Cái này mình cũng nhận được mấy ngày trước nha bạn. Nhưng mà tại nhà cũng lu bu nên không có không. Đợi bữa nay rảnh anh mới rủ mấy anh, mấy chú, cha mẹ, vợ rồi. Tại lúc này gần Tết nên lu bu lắm nè. Để tới bữa nay khui ra cho các bạn coi luôn. Mẹ khui gì kìa Thảo Quy. Ừ, cho con gì kìa. Của con đó. Có vàng trong đó đó. Nó con chị Năm mà đã. Ủa, khui. Không hai ba khui gì trơn gì. Đọc kê chơi ơi. Biết vậy đâu đó. Biết được ba chữ YouTube. À, biết thêm chữ nữa nè, Vàng Nguyễn. Đầu Vàng Nguyên, không có dấu. Này nhận được nút bạc YouTube nha bạn. Cái gì đấy?
Nói chung là bữa nay sướng sướng sướng. Cái gì vậy? Dạ. Ủa nhìn cho khác khác ở trong mạng nó gì vậy? Trong vắt luôn. Cho Thảo Vy rồi. Cô Thảo Vy rồi. Cái này của ai? Của ai? Của ai? Cho em tin đi. Hạ xuống rồi. Ừ. Chào mọi người các ơi. Chào mọi người. Cái này đơn giản nha, không có gì hết. Có miếng cái này như miếng kiến nha bạn. Buông 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 ơi, gớt ra con. Cô Thảo Huy, Thảo Huy dành không cho anh ba trường rồi. Cho anh tin không? Cho em tin không? Em tin á. Đưa cho anh cho mượn chút ơi, cho mượn. Trăm ngàn subscribe các bạn. Vaccine. Thua. Công chức cũng khoảng 7-8 tháng mà. Mình làm cũng 7-8 tháng rồi được cái đó cũng được hay bạn. Nè mà trước đi. Nè mà trước phe với ông nội ngoại với ông nội đi. Chắc không bể đâu. Không quy đi phe ông nội với ông ngoại bạn. Đó. Cái gì vậy? Cái gì? Nút lay vạ. Thì nói vậy đó, nó có vậy đó. Ừ. Làm YouTube 100.000 subscribe được cái đó đó. Đẹp trai à. Nó vậy đó, đơn giản à. Cũng vuông vuông vậy. Quay coi. Quay coi. Không biết cái vụ đó là vụ gì. Chú Tư thua rồi. Cái này là cái nút bạc của kìa. Dạ. Bữa hôm nó đem lại nó đưa tôi nè. Bây giờ nó làm này. Hỏi cái này vậy này nó không vô tôi. Mấy trọng hồ là người ta không tiêu rồi. Nó vậy thôi. Đó. Không tiêu rồi. Này cũng đơn giản các bạn, chỉ cục vuông với cái này chắc bằng bạc quá. Mình cũng gành. Cái này như miếng kiến à. Đó, nhìn thấy đã rồi bạn. Chắc này mình cũng quất mấy lon lên đã đỏ rồi. Thì được cái tấm cái này cũng như huy chương các bạn. Còn móc đục. Ừ. Con đi chơi với anh ba cho mượn chút. Đó như cái cột móc đầu tiên của mình đặt qua bạn. Trong sự nghiệp YouTube của mình. Mình không nghĩ là nhận được cái này đâu. Vì kênh mình chỉ đúng rồi. Ừ. Kênh mình chỉ mới hoạt động cách đây khoảng 7-8 tháng các bạn. Nhưng mà đạt được cái thị trường này như mình vui lắm mà mừng. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn nha, tất cả các mọi người đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua. Luôn đồng hành theo dõi để mình đạt được thành quả như ngày hôm nay. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Với lại tất cả mọi người. Thì còn một cái nữa mình luôn cảm ơn gia đình mình. Với lại gia đình bên vợ mình nữa. Nói chung cảm ơn tất cả những người mà xung quanh mình đã luôn ủng hộ cái kênh mình, xem ủng hộ chia sẻ mọi người cùng xem nên mình mới đạt được gì. Thảo Huy chào mọi người cái ơi. Cảm ơn mọi người cái ơi. Cảm ơn mọi người ơi. Giỏi quá. Cái đó tặng con đó, con lấy không? Lấy làm gì? Cho em tin cầm với con, cho em tin cầm miếng đi. À, em tin. Ý rồi, dục luôn. Hết hồn. Tin chào mọi người ơi. Chào mọi người cái con. Chào mấy đứa nhỏ nó chơi bạn. Tối nay chắc vợ mình ôm nó ngủ, đẩy mình ra ngoài sân ngủ luôn mà. Vậy tối nay mình ngủ với Thảo Huy với em tin. Hôm nay vui quá trời vui luôn mà. Thì cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Nói chung mình cũng rủ dân trong nhà, cũng trong nhà mà. Gia đình mình với lại gia đình vợ với mấy chú gần. Với lại chiều nay mình có rủ một vài người bạn thân vòng vòng xóm nè. Nhậu sương sương bữa nữa. Chiều nay còn tiệc nữa nha các bạn. Thì được cái nút bạc này thì mình cũng
có một nhân vật mà giờ không có mặt đây nữa ba, cũng cảm ơn nhiều, đó là em Lu. Em Lu buồn mà nó bữa nay không có được chung vui với mình, nó bị chắc bị cậu tặc bắt mất tiêu á, buồn thiệt. Nhưng cũng có em Lu mới, mà em Lu mới này ngủ mất tiêu rồi mà. Để khe dữ à, đem vô đưa mẹ đây con, cất đi Thảo Phi, đem vô cất đi, để hồi gớt bể á, hồi gớt bể con đem vô cất đi. Cũng đơn giản các bạn, không có gì cho mình thấy cục dung dứt à. Gọn hơn à. Đưa mẹ cắt đi. Đem đưa mẹ Thảo đi. Cho mẹ Thảo đi. Hai mẹ con mặc đồ chống thịt là áo đỏ. Rồi xong, tối là đạp ra sàn con ngủ cho không? Tối con ngủ với ai? Mẹ lấy cái đó mày đạp cha ăn sàn rồi. Mẹ lấy cái đó là mẹ thương cái đó, không thương cha nữa rồi sao giờ? Làm gì không thương cha. Mẹ lấy cái đó đó, mẹ lấy cái đó là đạp cha ăn sàn luôn rồi, xong luôn rồi. Đạp cha với cha. Nó mệt quá, cha nhậu xỉn. Mẹ, mẹ hết thương cha rồi. Cha. À, tối tiên ngủ với cha nha. Đó, tiên ngủ với cha nè. Cha nhậu hết rồi. Không, cha nhậu xỉn luôn. Rồi mẹ, mẹ cho ngủ. Không đạp, cha với cha. Không, tối cha ngủ với anh tiên rồi. Tối cha ngủ với con nghe tiên. Cha ngủ với con nha. Dạ. Đó, thấy không, giỏi quá. Thì còn một người nữa mình chỉ muốn cảm ơn là gia đình của anh Huy, bạn anh Ba Gùa, kênh Thú Vui Dân Dã lại miền Tây Thu Nhỏ. Anh cũng hỗ trợ như mình một số, nói chung là lúc mình mới lập kênh đó, chắc ảnh cũng bài đầu mình hỗ trợ mình ít dụng cụ để quay phim, với lại anh Thịnh, anh Ba, anh Tư, anh Năm của anh Huy, em của anh Huy cũng hỗ trợ cho mình một ít về kỹ thuật cái mạng nữa bạn. Đăng ký rồi mình cũng không gành lắm, thì cảm ơn gia đình của anh Huy nhiều nha. Thì anh em mình nhất định là sẽ có nhiều chuyến tưng bừng quậy tưng bừng rồi. Giờ thì nhập tiệc tiếp các bạn, rồi đợi chút cũng có vài người bạn học với lại bạn ngoài chợ vô chơi. Chiều nay nói chung là bữa nay là quốc là chơi xả láng luôn các bạn. Tối nay chắc cứu vợ mình đặt mảnh sàn rồi, nên đêm nay mình chơi xả láng, tối mình ngủ sàn không bị mũi chích các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì chắc này cũng chuẩn bị cho hiệp 2 ha bạn. Thì hiệp buổi chiều cho bạn mình. Tại nói chung mình cũng có mấy người bạn cũng lo đi làm bạn, nên giấc sáng có rảnh. Mình ngủ lại giấc chiều à, mà giấc chiều nhậu mới sướng nha bạn. Nãy giờ nó nói với mình làm cũng khoảng 3 lon rồi. Giờ chuẩn bị chiên rắn với lại nướng cá lóc tiếp tục ha bạn. Cũng món ngày sáng nè. Rồi tiếp tục. Trận này là sẽ là trận lớn nha bạn. Trận cầu siêu kinh điển luôn, chứ này là chơi là bức chè thả tuốt luôn nè. Đại gặp mà vô bạn thân trúng độ nhậu dữ lắm mà. Chắc này mấy ổng trước là kê vô lai. Tới nhạc các bạn. Thì con cá lóc các bạn đập đầu chết là bạn nhét vô trong cái bao tử nó tép xả các bạn. Cho nó nướng bạn có mùi thơm. Nhớ không vô luôn á. Vô mày. Nãy tép xả mình đập nó vô rồi, chắc mình lấy tép mới rồi. Nhét nguyên cũ vô luôn, chiên nó thơm rồi. Tiếp tục nướng cá. Hiệp 2. Hiệp 2 mồi cũ luôn ha. Với lại gắn chiên, chiên giòn tiếp tục. Thì dắt này cũng có hai anh bạn ngoài cái côn vô bạn, ngoài chợ vô. Còn mới quá bạn. Mới vô còn mới quá. Vô. Vô chú Năm ơi. Chỗ quán của thằng Long đang tuốt hút bên sẽ biết. Chủ cầm đầu hút sẽ biết chú Năm à. Nướng. Nè bắt đầu món rồi bạn. Món này trước đi. Thằng Phong bán quán ra.
cái đường lộ xe nhưng mà nó không chứ rằng là à không không tính lên ra đi về rồi rồi ông nội đi đâu vậy để mặt cái ghê kìa ông nội đâu ngầu ghê bác nè 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 còn ông nội đi đâu bác không rồi, bác bác không khen đâu bác nói không ngoan rồi bác không ngoan ở ngoài bữa nay chết hết chân rồi bác không ngoan đó bác mày gì bác nói là không ngoan đó nghe không uống mẹ ơi mình phải ngoan rồi mình mới chạy sao mời rồi làm anh mày mình đừng trẻ bài cao đứa trẻ bài cao chú năm tuổi mới nào làm cái đầu chứ vô một hai ba vô mày chưa có vô vậy chưa hả trời ơi đây nhà tiếp ổng đi tiếp chú bảy chứ tôi thấy chú bảy tiêu rồi cỡ này bắt tay ngủ ngủ chơi bữa nay kêu kêu thứ năm kìa giờ thấy rồi chú năm rồi đó tốt tốt ngốt gì lần này nó sợ rồi chạy nói thì nói thấy không nghe nói chạy rồi thấy không em kêu nãy kêu nước chân không ta hù 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 như tôi nè anh đại nói vậy là sai đó. Đi đường Xuân Hòa là taxi chạy xuống được tới dưới cầu dưới dầu đá dưới chùa chùa đó chùa chùa đó rồi, đi đường xe taxi bốn chỗ chạy xuống luôn á chạy hoài đó nếu chạy mà chạy nhau thì sao nha chạy nhau thì sao nha mình được mà bốn chỗ cái đường đó thôi nha sáu dòng ra chạy đường sáu ra đường Xuân Hòa kìa đường Xuân Hòa không được rồi Xuân Hòa đâu được mà muốn chạy đường nào chạy mới chạy được thôi à bây giờ là chạy hàng tàu cạnh hơn chết cũng ha được nhưng mà đời an toàn đi ở đầu hai lên ở trên lộ ha ở dưới gạch nó ở dưới gạch nó thôi con để cho tôi xin ở lại quận đi hai lên trước lên đi tôi ở quận nữa chừng nào ấy cái nữa đi chú quỷ thôi em đi xuống vỏ lên đi dẫn đó tại vì ông chạy lên cho ta gửa này chín rồi. Em chia từ từ luôn nha. Chắc mày chạy vợ mày vợ cũng về bạn. Rồi còn mình ở lại. Xe 4 chỗ cũng không chạy được, 7 chỗ cũng không chạy được. Vỏ lãi là chơi liền. Có vỏ lãi kìa, có bảy nó vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Chơi liền. Chở hết cho con vô vỏ mày coi chú bảy làm ngủ nè. Thôi kệ chú bảy ngủ ngủ không sao. Chú bảy ngủ ngủ không sao. Ngủ. Có ngủ vô thôi ngủ. Bữa nào vô chơi chú Bảy ơi bảo nghe vậy nghe giới thiệu YouTube rồi đó để hù gượt luôn thôi ở lại có cầm á đi bóng giờ mà đặt xong mới lên xỏ lụi nướng chui luôn nha ngộ đạo lắm chứ mình đặt chút là mình ăn nha rồi bằng mấy anh tôi lúc mà chỗ đang nhậu chỗ cầu tàu đó bác ba nhậu hết mồi rồi mình hai mấy mới đâu mua được ai bà con bắt đầu lộn đồ ra luôn nhỏ không bắt đầu 5-7 anh em mò cái bóng trong cống gạch đó trời ơi lên nướng nhậu tới sáng rồi đó hay nhỏ nhỏ hay đặt mấy ống gạch xong mò tét bây giờ có con nào ý sợ đó là hồi hồi bó cũng trăm mà nhậu á có được con tét hồi 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 tí là gì con đêm nó đi vớt con mới nè đây 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 ban đêm tôi mò nghe trang chỗ bến chỗ ông Hải mà ông bị bác Hải mà ông bị điện chết á ban đêm tôi mò đó tôi lặn cái đó xong nó tôi ủi vô nó cắt đầu tới giờ bài đó lúc đó tôi không đi nhậu con đêm nè đâu có hết tôm mà lúc đó tôm vô lắm nha mò tôm đó tôi ủi tôi sợ quá nghe trang chỗ cái dàm cá côn mình đó chỗ đó sâu ghê vậy quá. Mà cái nội dung bây giờ thấy hơi sạm. Đúng rồi, thì cái này không phải ai làm cũng được. Trời ơi, một ngàn người, một người lên. Rồi tính ra em hên á, là mới có 7-8 tháng đó. Ít bữa nè. Vợ mình là cho mấy anh xem lên nút bạc. Câu cá ở chỗ. Câu dọn ra nè. Cho luôn á. Cái này nó sẵn mình vậy đó hả? Cái giống như kỷ niệm chương vậy đó. Nhưng như là nó đạt tới 1.000 người đăng ký là nó tặng cho mình màu vàng. Bây giờ gắng phấn đấu để trong thời gian sớm nhất để đổi cái màu thành màu vàng.
chúc mừng cho bạn. Gan nhậu. Không mà hợp với cái áo của anh ghê á. Thằng cái. Rồi chụp hình cái này. Vô. Thật cái mà. Chờ chờ mày ơi. Bữa nay Dạng Nguyễn lãnh được nước bạc cho nên mặc áo bạc. Giống quá à. Giống à. Giống thật luôn. Vỗ tay. Thôi vô đi. Thôi vô đi. Mừng Dạng Nguyễn được nước bạc. 1 2 3. Vô. Hai nghe. Là mình đi cái miếng trắng nha. Miếng vô. Rồi, đặt sao? Sao gương vậy? Ủa, trời ơi. Cái này là YouTube. Đằng kia lại nó kiểu này quý nhận tiền nhận mẹ nó. Hả kiếm nhận mà có đóng tiền mà nó không có. Rồi, xong rồi đó. Rồi muốn giữ thì chơi. Nghe ha, tại chú Năm. Trời mẹ ơi, mẹ không biết lo cho bữa nhận cái nút này đâu có nhà đâu, đi thơ khám bệnh chở vợ khám bệnh điện đi, bây giờ có ổng nhà không mày gửi được không, nó được gì chạy vô nhà để chỉ nhà vô nhận đi. Đúng rồi, bỏng nó chỉ có một lớp bạc ở trước cái đã miếng đậu đổ nó là để treo nhậu ăn đi rồi hỏi tặng thằng miếng. Cắt ra tặng người miếng ở chỗ đâu. Chứ phải làm đặt cái này êm ha. Hơi nặng à. Hơi nặng à. Ngu. Cái này không phải bạn đâu, cái này chắc này cũng có bạn mới vô mà. Cũng thuộc dạng em mà hồi đó là cũng một thời là biết đổi thằng tóc đó. Cũng ngoài chợ mà, ngoài chợ vô. Thi hả? Đó nhà là ốc quanh thành đó, cái quanh thành đi nhà nhà rồi nổi hay có ám xéo trong tiền phải không? Rồi chỗ nhà đâu có biết là bán cho ông Phong gì. Thôi mừng có bạn mới vô đi. Hạo sao sao. Đúng rồi. Mừng có bạn mới vô. Cũng thấy mà. Tôi biết thấy người quen. Lúc này thì mày lại bộ lại đang tức quá. Đâu đưa đâu. Trời biết cái thi mẹ ơi. Bữa nay nhà không có rượu rồi, cũng đánh vỗ rồi đâu. Ba đen á. Nhà ba đen. Ờ, ngang cửa nhà ba đen nè. Này có mấy chú qua chú mày nước ngoài ha, là cô mày. Cô chú luôn. Ờ. Cũng có bạn mới vô muốn xem cái quy chương mình, bạn nên khoe luôn. Gà mà nuôi hai con rồi. Biết tiếng Anh đâu? Chạy, biết tiếng Anh đọc tiếng Anh nghe chơi. Cũng giấy là thua. Nhìn cũng đơn giản. 100.000 subscribe nè. Mày nói gì hả? Mày đi trước. Vô. Con buổi sau mà nuôi cho nó khôn để dắt đi về nữa. Mình đêm mình hôm lúc này tôi phải đêm đêm được chăm tu nó cắt đó à. Kinh. Đó 10 bữa nữa là tôi phải đi giùm mình anh nè. Chó đẹp đi. Mày sợ chó không đẹp? Bữa bữa nữa là đi quét rồi. Quét lừa đồn bòn. Cuối năm. Cuối năm. Cuối năm. Cuối năm. Đâu? Ăn chó thôi, ăn lòng quát gì dữ dữ nè. Lúc anh hai gai chắc là... Không mà anh hai gai cũng vừa. Tại này. Yếu. Nói, ê, đừng nói yếu nha. Đừng nói anh hai yếu nha. Hợp với ổng nè, ba người làm hết một kết đó. Đẹp đó. Nhiều. Nhiều. Ê, bữa nay anh hai bỏ con nhậu lộng xỉn luôn á. Nằm mày hợp luôn nè. Từ mà nó không ra được. Mới là mưa nào đi. Mà người hai trăm qua lại cũng vui. Ông
không thấm rồi rồi ông kêu mày ra máy để chạy nghe trang chỗ điện lực á không không nói cái này chưa đây nè vậy luôn đây nè. Nhóm này cũng có lương các bạn. Với lại anh hai mình ra. Đêm nay là sướng bữa. Đúng rồi, nó hôm mai chứ hôm mai là hôm ăn chúa đó. Nó lỡ nước cũng hay lắm nghe. Ông Khải mẹ lương. Tại ta làm cái gà mấy nữa như gà tao. Chắc này em có bạn mới nè, bạn một thời mà đi bắt chuột mò tôm. Chưa biết nhậu tới có nhậu luôn. Hôm nay mẹ ơi, chú Năm ngủ giấc xuất hiện. Ôi, hôm mới à. Ôi mà công nhận chú Năm bây giờ bóng lưỡng ha, cái đầu bóng lưỡng à. Bóng lưỡng, đẹp trai liền. Không ông để mà lộ đây có người nào đốt là ông im luôn á. Bóng giờ nào lấy đó tham. Vô. Vô qua. Anh hai. Một, hai, ba, vô. Khoan hả? Chú Năm chưa gót mà vô, ông sơm quá. Làm lại đây. Một, hai, ba, vô. Này sướng rồi. Làm. Mày lâu lắm mới gặp mày ha. Ê, cạn từ từ chú bắt đầu. Hai gặp một whip đi. Sướng à. Quá trời quá. Quá ngon quá. Chăm không ta. Ngay nhiều chuyện mừng lắm. Thí dụ nhưng mà tao chưa mừng. Chưa chắc. Tao uống mà tao không có lấy gì tao ăn hết trơn. Không có đũa sao tao gắp. Khà đây con lấy. Không cái chén của chú Năm đây với con là có bệnh đó. Theo. Tháng 108. Không mà ở nhà ai sắc dưa leo vậy. Chắc chị hai quá. Không nhận sắc. Khéo ha. Quá khéo. Giống như bữa có ăn gì đâu. Cái này là Chưa. Sắc là để đắp mặt nè. Một tay mới nè, này mới nè, hai bạn cũ. Con cũ rồi. Nãy giờ cũ rồi. Cũ nè. Là la em à. Mày mới quá nè. Dạ em lẹ liền. Làm lẹ vậy. Không mà ra cái nếu mà tiền gì thôi, được ngon cơm nè. Được là thịt heo ăn sướng luôn. Rồi nữa heo không. Mấy năm còn nó mới không. Dạ. Dạ. Quá vậy. Quá vậy. Sắc mặt được. Mỗi miếng nha, mỗi miếng luôn, đều gan luôn. Cái sắc đó mà không nè. Cái này khó lắm nè. Bây giờ chị hai tên gì? Thận. Thận đúng không? Thận chứ Thận. Chị hai nào? Hai mẹ chị hai luôn mày. Hai vợ. Hai vợ. Còn cháu. Kêu mẹ Thận ơi con. Mà Thận đâu? Cháu nhẹ. Kêu ra nhậu ra là đây coi mẹ Thuận làm món cá lóc ngon quá kêu mẹ Thuận ra có người khen nói có người khen em Năm vợ sống qua nhà em vợ bà con phải không à, chứ bên dạng tính gan này cũng một thời chiến đấu anh Năm thời chiến đấu mà ra mà đái xe cuốc luôn kinh điển thiệt gắn chiếc chuột lộn xộn đó trời ơi thời mình chiến đấu là hồi xưa là lên cầu đúng rồi bữa lên cầu luôn chặn taxi luôn chặn taxi luôn bạn học bạn hả ơi cũng con cháu đây đúng rồi con cháu chú Năm thôi hồi xưa vô 1 2 3 vô. Tao thấy mày đụng tao nãy giờ ba cái còn lại xuống chưa gót á không à mới lon rồi
Nãy giờ uống đường gì đâu. Đường gì lần anh hai? Đường gì lần? Cái này mày đừng có cứu nè. Vô anh ơi, anh mày có cái em lương. À. Tuổi này với tuổi này. Sữa à. Ông nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Thiện. 88. Ủa 88 ông nhỏ tôi 85 hả? Tôi 85. Lớn hơn. Anh em mình là Lương Thiện. Lương Thiện à, em có lễ có lễ. Im. Vô bài luôn. Còn phải nói nữa. Thì ông Tám ông thay độ xuống băng đường vườn. Bữa nãy ông này đi tính ông Tám mà. Ừ. Xong rồi chửi dưới này, đấu chửi trên đây. Thì bữa nay cũng như là mừng cái khai trương đường dây xuyên lục địa. Một là có mạng. Bữa nay có mạng rồi. Dạ. Cái là nữa là đúng rồi, giờ là thoải mái. Bây giờ có thêm cái nút lây bạc. Nhưng bữa nay là coi như chúc mừng sinh nhật muộn luôn. Sinh nhật quá, bữa nay muộn. Mới có khai trương gì là alo. Vợ con thì cứ ăn ở nhà thoải mái, ăn uống thôi đừng nhậu nghe. Đúng rồi. Không, bữa nay là chơi xa láng là tại đi biết sao. Đêm nay vợ con ôm nút bạc ngủ rồi, đá con ra ngoài sân rồi. Giờ là tại thắc mắc ai sắc dưa leo nè, dưa leo. Bà em nói thiệt với anh hai luôn. Nếu mà anh hai cầm đôi đũa, anh hai gắp từng miếng dưa leo anh. Nè, nếu mà người ta nói là sắc nát mặt chứ không phải là sắc. Ơi, mới bốt lưỡi kêu hết nha. Dạ dụng dưa leo này, sắc nè. Thôi ai khác cũng được, có căng cái này gì dùng căng căng ra. Cái này hơi khó nè. Khó rồi. Vô chậm hết à. Chú Năm. Hết luôn đi lên lon mới chứ. Nè chú Tám vô tới nè. Ai nói chú Tám này vậy? Ai nói chú Tám trốn đâu? Cho một chàng hối, cho chàng hối. Rồi chào quan tài chú Tám coi. Mình lớn hả? Lớn hả chú Tám? Chú Tám có mùi tính hả? Chết luôn. Thôi vô. 1, 2, 3, vô. Vô bạn ơi, bữa nay vui quá vui luôn bạn. Mà nó đói mày thọt cái gì xuống rồi. Con cá tép mày thọt cái tay xuống cái nó chạy mất tiêu rồi. Vậy con đâu vậy đó? Con cá chim. Chim cái chim mới hổng ăn chứ. Nhảm chứ đâu ăn mấy trai. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm qua nhậu xỉn quá trời xỉn luôn mà. Quắc cần câu luôn, có mấy người bạn sao vô nó nhậu quắc cần câu luôn, đuối luôn á. Thì ngủ sáng giờ giấc này mới tỉnh được chút mà. Giấc này lội dài giường cho tỉnh táo một chút các bạn ơi. Thì cũng còn một số cái lời mình muốn nói với bạn. Nhưng mà hôm qua xỉn quá không có nói được, bên hai tiếp tục nha các bạn. Thì cái nút lây bạc đó thật sự thì mình mới nhận đây 3-4 ngày à. Tại nhiều bạn cũng hỏi mình tại sao kênh mình cũng 150.000 người đăng ký rồi nhưng mà chưa nhận được. Tại cái đó là cũng nói chung là làm cái này nó cũng nhiều cái phiền phức lắm bạn ơi. Không phải dễ ăn đâu, không phải quay rồi đăng lên là được đâu bạn. Tại kênh mình hồi đó nó cũng bị lỗi bạn. Cái nên nó bị án treo giò. Coi như là mình kêu bằng án treo giò đi. Nên nó cũng phạt mình hết 3 tháng rồi. Nên tới bây giờ mình mới nhận được nút bạc đó. Chứ không phải là mình giấu. Còn cái nữa là cái thì cũng nhờ tất cả các bạn mình mới được nhận được cái thành quả nhờ được ngày hôm nay ha. Thì cái kênh của mình chủ yếu là nói chung là mình quay, mình cũng tự nhận luôn là trong mình coi cũng nhiều kênh ha. Nhưng mà mình thấy cái kênh của mình là nó nói chung là nó từ tới 150.000 người đăng ký rồi mà nó vẫn còn thô sơ các bạn. Nó là thô sơ, nó không có cắt ghép chỉnh sửa gì nhiều lắm. Nói chung là nó tại mình cũng muốn để như vậy các bạn. Không có muốn ghép cắt chỉnh sửa hay là này kia đồ lên. Tại chủ yếu mình quay những clip của mình là nó quay về thật về cuộc sống cũng như là đặt như nói chung là mình là cố quay lại cũng như là một người nông dân điển hình cho một người nông dân miền Tây vậy đó các bạn. Thì cũng muốn quay lại những cảnh sông nước này kia, bắt cá rồi những lúc mà nghề bắt cá này kia ha, vớt cá hay là bẫy rắn hay là cắm câu, đặt lờ lọt, đặt lờ hay gì đó thì mình có làm đó. Thì muốn lưu lại đó để đó làm kỷ niệm mà sau này già già lại coi lại cũng nhớ.
không ai sau này nữa lúc Thảo Quy với Putin lớn lên coi lại, coi là những lúc mà sau này con của Thảo Quy con của Putin mà coi lại nó ông ngoại ông nội mình đó gì đó, để vậy coi nhớ hoài nè. Chứ tới nữa không biết cái thời của mấy đứa đó không biết còn cái những cái nghề mà bắt thủ công này nữa không nữa săn bắt thủ công nữa mà, như lưu đó làm kỷ niệm mà mình cũng quay lại những cái gì cuộc sống hàng ngày mình luôn, cuộc sống thật hàng ngày mình, những lúc đi cắm câu rồi này kia, những lúc không có rồi có, chứ không phải là lúc nào cũng có nha các bạn. Nhầm bữa thì trúng thiệt, còn nhầm bữa thì nói chung là đói luôn, không có còn gì luôn. Nên quay lại hết, đăng lên clip về là chú mình ít chỉnh sửa, chú ý mình coi lại coi có bị lỗi này kia không nè. Chứ nói chung quay về đưa lên, quay về ghép lại đưa lên, quay về ghép lại đưa lên nè. Không có ghép nhạc này kia nọ nữa. Nên kênh mình là kênh cổ đại nhất. Nói chung là kênh huyền thoại các bạn. Nhờ mấy bạn ủng hộ nhiều. Tới trong này mà còn phê luôn mà. Mấy mưa nãy giờ chắc có cá lại thế mà. Bữa nào cũng làm clip cắm câu. Nhưng mà lúc này cũng sắp Tết mà, nhà mình cũng lu bu nhiều thứ quá. Nên mình cũng ít có thời gian đi săn bắt cho bạn coi nha. Mình chỉ tại thời gian này mình cũng tranh thủ để chở vợ con mình đi đâu đó chơi mà, chứ ở nhà hoài cũng vậy. Các bạn cũng thông cảm mà sao qua Tết này có thời gian rảnh sẽ đi săn bắt nhiều cho bạn coi. Lúc này cũng tranh thủ đi chơi hưởng thụ một chút ha các bạn. Thì hôm qua cái lễ hôm qua cũng như là một cái đầu tiên là khai trương cái đường dây xuyên lục địa ha các bạn. Chạy dài lên tới lộn kéo xuống á. Cái nữa là cũng như cái lễ khui nút bạc. Cũng mừng vui ha. Còn cái nữa là cũng như sinh nhật muộn của mình đi. Rồi tiếp theo là chúc mừng Việt Nam chiến thắng các bạn. Việt Nam năm nay đã banh hay quá. Còn khoát nữa là chúc mừng cũng sắp năm mới rồi. Chúc mừng năm mới luôn ha các bạn. Chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe nha, làm ăn phát tài nha. Và đừng có quên làm ăn khá rồi đừng quên ủng hộ kênh mình nha các bạn. Luôn đồng hành cùng Dạng Nguyễn săn bắt Sóc Trăng nha. Này ngon quá bạn, này hái vô nấu canh chua hay là ăn sống cũng ngon, nấm lẩu mắm mà, con súng á. Lâu quá anh cũng không có đi vườn. Sầu riêng mà hôm nay bắt đầu có trái nữa bạn. Trái nó cũng bự rồi nè. Nửa cùm tay à. Có hai cây trên đây à. Con trái bự lắm bạn, Thảo Quy nó đĩa hoài. Thảo Quy là vườn là kêu hái sầu riêng ăn nữa. Hái đây sắp chín rồi. Này là đợt trước mà, nó ra này nữa mà cũng phải cắt bớt, quá trời sai. Con trái nó bự rồi. Thôi thì đến đây mình cũng xin kết thúc clip này đây nha. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua nha. Mà luôn đồng hành cùng mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Chào các bạn nha.